Chỉ mong là đàn gà này không bị rú thì đợt này quán mình mới lãi được. Toàn gà chạy bộ thế này, khách ăn cứ gọi là mê tít. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 30, 31. Sao lại có 31 con? Rõ ràng đàn gà nhà mình có 32 con cơ mà. Cái con gà trống to, lông mượt nhất đàn không có ở đây. Thằng nào ăn trộm con gà trống của bà rồi? Cả đàn gà của bà, sáng bà thả ra, tối bà bắt về, bà giữ cũng không được. Này bớ làng trên xóm dưới, bớ xóm giềng xóm tỏi, có đứa nào chót nhỡ tay ăn cắp con gà trống đẹp nhất đàn của bà thì banh lỗ tai, vạch lỗ nhĩ lên mà nghe bà chửi đây này. Con gà trống nó ở nhà bà thì nó là hoàng tử, là con công, là con phượng, chứ nó về nhà mày rồi thì nó thành con cú, con quạ, nó thành con thành nanh mỏ đỏ, nó mổ chồng, mổ ông, mổ cha, mổ mồ mả tổ tiên nhà chúng mày thành trăm mảnh. Bà mang xuống ao cho cá nó rỉa, bà mang lên bờ cho chó nó liếm. Ôi giời ơi, cái con gà trống nó ở nhà bà thì nó là hoàng tử, là con công, là con phượng, chứ nó về nhà mày rồi thì nó thành con cú, con quạ, nó thành con thành nanh mỏ đỏ, nó mổ chồng, mổ ông, mổ cha, mổ mồ mà tổ tiên nhà chúng mày thành trăm mảnh. Bà mang xuống ao cho cá nó rỉa, bà mang lên bờ cho chó nó liếm. Này, tao thấy mẹ mày chửi hai ngày một đêm rồi đấy. Có vụ gì à? Thì mày không nghe thấy à? Có thằng nào ăn trộm mất con gà trống to nhất, đẹp nhất đàn, mẹ tao xót quá nên chửi đấy. Ui giời, mà mẹ mày ngoan ngoắt lắm cơ, cẩn thận không hàng xóm họ lại vả cho không trượt phát nào ấy. Đến bố tao cũng còn chẳng can được mẹ tao lúc này. Mày là người thông minh nhất vùng này, mày có cách xử nào không? Cái gì mà âm mỹ, phá làng, phá xóm lên thế này? Cụ Lý, bà ấy mất con gà trống, chửi suốt từ sáng qua đến bây giờ vẫn chưa ngừng nghỉ, chúng con chẳng biết thế nào ạ. Mất có con gà trống mà phải âm mỹ thế à? Cứ cho là đã ăn nó đi cho rồi. Bẩm cụ, của đau con sót, con có được đồng nào, chồng con của con cũng có được miếng nào đâu. Cụ cứ mất đi, rồi lúc đấy cụ mới thấy tiếc. Cái con mụ này, láo, tao lại cho cái roi vào người bây giờ. Mày có im mồm không? Không, tao cho Tuần Đình gô cổ mày ra đình, phạt mụ vì tội lắm mồm đấy. Tôi mất gà thì tôi kêu, đứa nào ăn gà nhà tao thì đứa ấy, mẹ cha, tổ tiên nhà đứa ấy, phanh thành trăm mảnh. Cái con mụ này thật là ngoan ngoắt, tao phải gô gia đình xử tội mới được. Tuần Đình đâu? Khoan đã cụ Lý ơi. Thằng nào bảo tao khoan đấy? Dạ bẩm cụ Lý, là con đây ạ. Lại thằng con lão thuyền trài à? Mày đến tự thú ăn cắp gà nhà mụ này phải không? Dạ bẩm quan lớn, nhà con tuy đói kém nhưng chưa đến mức ruột nát để đi ăn cắp ăn trộm đâu ạ. Mày lại dở cái giọng vằn ngang như cua bò với tao đấy à? Thế mày bảo tao khoan là có vấn đề gì? Bẩm, cụ Lý là người thất học. Này, tao tuy không biết đọc nhưng tao vẫn hiểu ý mày nói tao thất học là vô học phải không? Cứ hở ra là mày xỏ xiên tao. Dạ, cụ lại hiểu sai ý con rồi. Vô tức là gì hả cụ? Là không. Thế thất là mấy ạ? Thì là 7. Thế cụ cần phải hiểu, thất lớn hơn vô, vô học tức là không học, thất học tức là 7 lần học hành. Cụ thất học tức là cụ nhiều chữ ạ. Người ta học chữ 1 lần, cụ 7 lần, cụ hơn người ta. Thế hóa ra thất học là mày khen tao đấy à? Vâng, con đang khen cụ đấy. Thế mà ngày trước, cứ đứa nào bảo tao thất học, tao cứ nghĩ là nó chửi tao. Không, họ khen cụ đấy. Thôi, không nói vấn đề này nữa, kẻo tao sung sướng quá, quên mất nhiệm vụ chính. Mày nói đi, mày bảo tao khoan là có chuyện gì? Con muốn bày mưu cho cụ bắt thằng ăn trộm gà. Đấy, cụ xem thế có được không? Được, thằng này khá. Thế con mụ kia thật là lắm mồm.
Ta phải trị cho bà ta một trận để cái làng này yên bình mới được. Tuần Đình đâu? Lôi con mụ kia xuống đây để tất cả bà con của làng chứng kiến ta xử mụ ta. À, tôi mất gà thì tôi kêu, thả tôi ra. Câm mồm, nhà ngươi thật là lắm điều. Ta biết nhà ngươi mất gà, của đau thì con sót. Nhưng chiếu theo lệ làng, phép nước, tội gây ảnh hưởng tới cuộc sống của bà con trong làng, ta không thể tha. Bây giờ, ta cho phép bà con ở đây, mỗi người tát cho mụ ta một cái thật đau vì cái tội chửi vô tổ chức. Ta bảo tát mụ ta thì tát đi. Thôi, cũng chỉ vì mất con gà nên bà ấy mới thế. Tát nhẹ thôi bà con ạ. Kia lại cho ta. Mày là thằng ăn trộm gà của mụ kia đúng không? Dạ bẩm cụ Lý, oan cho con quá. Con đâu có trộm con gà của mụ ấy đâu ạ. À? Thế sao anh không thủ không oán mà anh tát mẹ bạn tôi đau thế? Chỉ có kẻ trộm bị chửi cả họ hàng tổ tiên lên thì mới chút giận như thế, đúng không? Dạ vâng, bẩm cụ Lý, con chót dại ạ, xin cụ tha tội. Tuần Đình, vô cổ nó về đình cho ta xử. Ôi, cụ Lý thông minh tài giỏi quá.